Kính chào quý vị đang đến với chương trình Thành phố sống đẹp của truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, những người mắc căn bệnh thế kỷ HIVS luôn có tâm lý e ngại, sợ bị xã hội kỳ thị và xa lánh. Chính vì vậy, việc điều trị bệnh của họ sẽ càng khó khăn hơn. Thấu hiểu và đồng cảm với họ, tại Thành phố Hồ Chí Minh, các nhóm thiện nguyện, cá nhân đã đồng hành, hỗ trợ, tư vấn và tạo nhiều chương trình ý nghĩa giúp cho họ yên tâm điều trị, mang lại cuộc sống tích cực và ý nghĩa hơn. Đặc biệt, không để người bị nhiễm HIVS bị kỳ thị và bỏ lại phía sau. HIV, một căn bệnh thế kỷ. Nó đã lấy đi sinh mạng gần 700.000 người trên toàn thế giới trong năm 2021. Tại Việt Nam, theo Cục Phòng chống HIVS, trong 10 tháng đầu năm 2021, cả nước ghi nhận 10.925 trường hợp phát hiện mới HIV dương tính. Cũng từ đầu năm 2021, ghi nhận 1.528 trường hợp tử vong. Do đó, việc tiếp nhận điều trị là điều rất quan trọng với mỗi bệnh nhân và song song đó là sự đồng hành của người thân, gia đình, các y bác sĩ và đặc biệt là cộng đồng. Nhắc tới cộng đồng những người sống chung với HIV tại Việt Nam, không ai không biết đến cái tên Nguyễn Anh Phong. Anh bắt đầu tham gia những công việc thiện nguyện từ năm 2008, nhưng quyết định đồng hành với bệnh nhân HIV từ khi Phong chứng kiến sự ra đi đau đớn, cô độc của một thanh niên trẻ. Lời gửi gắm của người nằm xuống càng thôi thúc Phong phải giúp họ. Những người nhiễm HIVS đang rất cần sự cảm thông, hỗ trợ từ cộng đồng, để rồi từ đó như một định mệnh khiến Phong thay đổi cả dự định tương lai của mình. HIV đâu có chừa một ai đâu. Khi mà Phong hỗ trợ chăm sóc thì có rất là nhiều người, có rất là nhiều thành phần, rất là nhiều đối tượng. Họ cũng mắc HIV vì do là những cái phút họ nông nổi, hoặc là họ không kiềm chế bản thân, hoặc là không có những cái biện pháp an toàn nhất định. Thậm chí là họ không biết những cái biện pháp an toàn nhất định. Chính vì vậy cho nên là họ vì do họ không biết, chứ không phải là họ là những cái đối tượng nào đó xấu. Thì mình muốn như vậy thì mình phải thay đổi cái hình ảnh của mình, thay đổi cái cách sống của mình, thay đổi cái những cái mà mình cho là không tốt. Để mình có thể cho người ta thấy được rằng là mình vẫn sống tốt, mình vẫn sống khỏe, mình vẫn biết bảo vệ bản thân, bảo vệ gia đình và biết cống hiến cho xã hội. Thì tất cả những cái hình ảnh đó, tích cực đó, nó sẽ làm thay đổi đi cái sự kỳ thị và quyền đối xử của cộng đồng. Hiểu được khó khăn của cộng đồng bệnh nhân nhiễm HIV, Phong và một số y bác sĩ đã lập nên phòng khám mang tên Nhà Mình nhằm hỗ trợ các bệnh nhân HIV. Mỗi tháng, phòng khám tư vấn, tiếp nhận và hỗ trợ trực tiếp cho gần 1.000 trường hợp, trong đó có 7% ca nhiễm HIV. Khi mà mình thực hiện cái phòng khám đó thì mình chỉ mong muốn đơn giản thôi, nó không phải là một cái nơi, một cái phòng khám bệnh gì hết, mà nó là một cái ngôi nhà. Để làm sao mà người ta có thể an tâm khi tìm tới nơi đây. Người ta đến đây, người ta cảm thấy giống như là đang ở trong nhà, để người ta cảm thấy là mình có một cái nơi bình yên để tìm về. Mỗi khi mà mình có một cái điều gì đó rối ren, khi mình yếu tố về vì sức khỏe, thậm chí là bị bất cứ bệnh lý gì đó, thì họ chạy qua bên này họ tìm kiếm. Thì đó là cái, từ đó thì nhà mình ra đời. Và mình đã được tính ra đến nay là cũng được mấy năm, và cũng đã có một cơ số về khách hàng. Chỉ có một cái là ở đây thì mình có thể là cái không gian để chia sẻ, để vui chơi, để sinh hoạt, và đặc biệt đó là để trao đổi những cái kinh nghiệm liên quan tới điều trị cho cộng đồng người sống HIV. Ngoài những hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho cộng đồng nhiễm HIV, anh Phong còn tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động nhằm tạo không gian giao lưu, kết nối và sẻ chia trong cộng đồng nhiễm HIV. Năm 2015, anh Phong cho ra đời sáng kiến giải băng đỏ, tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong cộng đồng nhiễm HIV. Ngoài ra, còn nhiều hoạt động chăm lo cho các em nhỏ tuổi như tiếp bước đến trường, nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình Góp một bàn tay, phối hợp tổ chức với câu lạc bộ Bầu Trời Xanh, nhằm mục đích hỗ trợ một phần trong số 25.000 trẻ em bị HIVS có hoàn cảnh khó khăn sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời kêu gọi cộng đồng dang rộng vòng tay yêu thương để các em sống, học tập bình thường, hòa nhập cộng đồng như bao trẻ em khác. Hiện nay chúng ta được sự hỗ trợ rất là lớn của cái cộng đồng từ phía bên ngoài, rồi cái sự hiểu biết
từ cái cộng đồng cho tới nhân viên y tế về HIV nó cũng được nâng lên. Sau khi có kết quả xét nghiệm HIV là chúng ta được lập tức ngay vào cái chương trình điều trị ARV. Nhờ cái chương trình điều trị sớm đó mà chúng ta thấy là những người HIV sau này chúng ta được điều trị sớm như vậy nó sẽ tốt cho sức khỏe của mình. Thứ nhất là cái hệ thống miễn dịch của mình nó không có bị mất đi. Cái thứ hai nó không có ảnh hưởng nhiều đến cái kinh tế của bản thân hay là của gia đình. Rồi cái bảo mật thông tin của mình nó cũng được tốt hơn. Qua câu chuyện của anh Phong, càng hiểu thêm về những công việc của những người đang âm thầm giúp đỡ cho các bệnh nhân HIV tại Việt Nam. Và đây là một việc làm rất đáng trân trọng mà không phải ai cũng có đủ can đảm để dấn thân. Với vai trò là lãnh đạo của các cái tổ chức cộng đồng thì chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục cùng với chính phủ, các ban ngành nhà nước và các tổ chức đối tác sẽ tiếp tục phát triển một cách bền vững và hướng tới đạt được mục tiêu mà chúng ta đề ra trong giai đoạn tiếp theo để làm sao cho cộng đồng, các tổ chức cộng đồng tại Việt Nam chúng ta ngày càng lớn mạnh hơn và có thể có cái vai trò cũng như là ảnh hưởng sâu sắc tích cực hơn, ảnh hưởng mạnh mẽ hơn trong công cuộc phòng chống HIV tại Việt Nam. Qua cái câu chuyện của người có HIV trước kia và sau này thì tôi muốn nhắn nhủ đến các bạn một cái câu chuyện, một cái vấn đề như thế này thôi. Tất cả những người chúng ta ai đó không may chúng ta có một cái hành vi nào đó mà có nguy cơ nhiễm HIV, chúng ta hãy mạnh dạn đi xét nghiệm HIV. Khi có kết quả HIV dương tính thì nó cũng không phải là điều chấm hết. Các bạn thấy đó, các bạn có thuốc nè, các bạn có chúng tôi sẽ không bỏ rơi bạn nếu như bạn không bỏ rơi chính bản thân mình. Ở nhiều nơi trên thế giới cũng như ở nước ta hiện nay, sự kỳ thị và phân biệt đối xử với những người nhiễm HIV vẫn còn xảy ra. Vì bản chất của kỳ thị và phân biệt đối xử nói chung thường gắn liền với những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khó chữa, trong khi HIV/AIDS là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm dẫn đến chết người, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cũng như đến nay chưa có vaccine phòng bệnh. Thấu hiểu được sự khó khăn trên, nhiều cá nhân, các nhóm cộng đồng đã thành lập và tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong việc truyền năng lượng tích cực trong xã hội về người nhiễm HIV. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Thành phố sống đẹp kỳ này cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những lần phát sóng tiếp theo.